Today's A Journey Through Aesthetic Rooms will be presented in Oasis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Quý vị nên nhớ rằng Việt Nam là một linh địa. Quý vị thấy bản đồ Việt Nam không? Em chỉ S không? Quý vị có thấy hình bản đồ của đạo không? Nó có một vòng tròn, chính giữa có chữ S, hai bên có bên trắng này có chấm đen, bên đen có chấm trắng á. Thấy cực lưỡng nghi. Nước Việt Nam mình giống giống nha. Có địa lý không cũng biết Việt Nam là nước có địa linh nhân kiệt. Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam châu Á với hơn 4.000 năm văn hiến. Dải đất linh thiêng gấm vóc của con rồng Chảo Tiên từ ngàn xưa đã xuất phát nhiều bậc tu hành khai ngộ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Khuôn Việt Đại Sư, Thiền Sư Vạn Hành, Thiền Sư Mạn Giác, Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, Thiền Sư Từ Đào Hành, Tuệ Trung Thường Sĩ, Thiền Sư Huyền Quang, Thiền Sư Pháp Loa, Trúc Lâm Sơ Tổ, Điều Ngư Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Thiền sư Vũ Khắc Minh và Thiền sư Vũ Khắc Trường. Trong thời Cận Đại, Âu Lạc có Phật thầy Tây An sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương, Ngài Ngô Minh Chiêu giáo chủ đạo Cao Đài, Ngài Nguyễn Thành Nam sáng lập đạo Dừa, Đức Huỳnh Phủ Sổ giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, và gần đây là Thanh Hải Vô Thường Sư, một vị minh sư nổi tiếng trên thế giới, truyền bá pháp môn Quảng Âm đã đến từ thánh địa này. Riêng về Phật giáo, vào khoảng 300 năm trước Công Nguyên, dưới thời vua Hùng Vương thứ ba, đã được truyền vào Âu Lạc từ Ấn Quốc và đến nay đã có nhiều tăng ni lộ lạc ra đời. Trong số đó, có những bậc cao tăng đã đóng góp lớn lao cho nền hưng thịnh của nước nhà và nỗ lực không ngừng trong công cuộc diễn dương đạo pháp.
tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc Thiền sư Việt Nam của Thượng tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào. Phật giáo Âu Lạc trong thời Lý, Trần đã đạt đến cực thịnh. Sách Truyền Kỳ Mạng Lục do danh sĩ Nguyễn Dự mô tả, những người cắt tóc làm tăng ni nhiều bằng nửa dân số thường. Chùa chiền dựng lên, làng lớn có hơn 10 chùa, làng nhỏ cũng chừng 5-6. Chùa chiền trải dài từ Bắc vào Nam, chặn hàng miền Bắc, có chùa Một Cột được xây vào khoảng năm 1049, chùa Đầu cũng vào thế kỷ thứ 11, chùa Hương vào cuối thế kỷ 17. Miền Trung có chùa Thiên Ấn được xây vào năm 1694, chùa Tư Đàm cuối thế kỷ 17 và chùa Thiên Mù chính thức khởi lập vào năm 1601. Chùa Thiên Mù thuộc quần thể di tích Huế đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Miền Nam có chùa Linh Sơn Tiên Thạch khoảng giữa thế kỷ 18, chùa Vĩnh Trang vào đầu thế kỷ 19 và Tây An Cổ Từ vào thế kỷ 19. Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo Âu Lạc tiếp tục được chấn hưng. Theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số tín đồ quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng lên tới gần 45 triệu người. Cả nước có trên 44.000 tăng ni, hơn 14.000 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá và tịnh thất. Mái chùa đã trở thành một hình ảnh thân thương gắn bó với đời sống người dân Âu Lạc. Người Âu Lạc đến chùa để học hỏi giáo lý uyên thâm của Đạo Phật, để tìm sự an bình cho tâm hồn và để được nhắc nhở về đạo hành của người xưa, như những vần thơ của Đại Lão Hòa Thượng Huyền Không Thích Mạng Giác: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Trong một buổi thuyết giảng tại chùa Việt Nam thuộc thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai thị về mục đích và ý nghĩa của ngôi chùa. Cái chùa là cái nơi quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Không phải nó lớn mà quan trọng, nhưng quan trọng là để nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng có quên cái đạo tâm của mình. Cho nên cái chùa để cho quý vị có một nơi để mà đến để mà học hỏi giáo lý, đi đứng nó nghiêm trang một chút. Và phải tìm quý thầy mà học hỏi về giáo lý, đặng cho mỗi ngày cái đầu óc mình nó mở mang thêm. Nhưng mà quý vị phải biết bảo vệ cái ngôi chùa. Thí dụ mình đến lâu á thì chùa nó phải hư nát, thì quý vị cũng phải góp công góp của mà tu sửa nó lại. Thứ nhất, nó tượng trưng cho nền văn hóa của muôn đời của Việt Nam, tượng trưng cho một cái tôn giáo lớn vĩ đại của thế giới. Thứ hai, để quý vị có nơi để mà nương náu tinh thần. Thứ ba, để con cái mình sau này nó còn có chỗ mà nó tiếp tục cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc hiểu nghĩa và mồ đạo. Đời dở dàng chót sinh khi phách ngang tàng, làm thân nhi nữ đa đoan miệng đời, đọc vần thơ cũ bồi hồi, nay vần hoang lạc, nay lời thở than. Từng câu trao gấm chuông vàng hay còn phang phất đại trang một cây, người đi không ai cười, chút lòng oan khúc dãi bày nơi đâu. Ngưỡng cầu Tam Bảo đài cao, giác linh tề độ trần lao xa lìa. Hồng nhan yêu mình thì nhân bạc đầu sớm hơn.
trước Phật đài thắp nén hương thơm, chút lòng kính mộ cầu Di Đà Phật tổ. Trước người hiền về cõi Tây phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước người hiền về cõi Tây phương. Hồng nhan yêu mình thì nhân bạc đầu sớm hơn ai, ô hô ai tài. Trước Phật đài thắp nén hương thơm, chút lòng kính mộ cầu Di Đà Phật tổ. Trước người hiền về cõi Tây phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng viếng chùa Từ Đàm, chùa Tà Cú và Linh Phong Thiền Từ, ba ngôi danh lam cổ từ tại miền Trung Âu Lạc Việt Nam. Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời nhẹ nhàng của ca khúc Từ Đàm Quê Hương Tôi do nhạc sĩ Nguyên Thông sáng tác nhắc đến một sự kiện quan trọng diễn ra tại ngôi cổ từ Từ Đàm, miền Trung Âu Lạc vào năm 1951. Năm ấy, chùa Từ Đàm là nơi tổ chức hội nghị. 51 đại biểu của 6 tập đoàn tăng già và cư sĩ từ ba miền đến dự để thành lập Hội Phật giáo Việt Nam và phê chuẩn việc Hội Phật giáo Việt Nam gia nhập Hội Phật giáo Thế giới. Chùa Từ Đàm tọa lạc trên một khoảng đất cao, rộng, cách trung tâm thành phố Huế 2 cây số. Tên Từ Đàm có nghĩa là áng mây lành, tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca. Chùa do Hòa Thượng Minh Hoàng Tự Dung, một vị cao tăng thuộc dòng thiền Lâm Tế, sáng lập vào khoảng sau năm 1695. Được tái thiết vào năm 2006, chùa Từ Đàm ngày nay là một ngôi già lam khang trang với cổng tam quan cao rộng, mái ngói thanh nhã, sân chùa thoáng mát đủ để chứa hàng nghìn người về dự lễ.
phía trước chánh điện là ngôi bảo tháp cao 7 tầng uy nghi. Bên trong mỗi tầng đều có thờ tượng chư vị Phật. Bên trái chánh điện có tượng của bác sĩ Lê Đình Thám, là người đóng góp lớn lao trong công cuộc chấn hưng Phật giáo và sáng lập gia đình Phật tử ngày nay. Gia đình Phật tử là những thành viên thường xuyên sinh hoạt tập thể, làm nhiệm vụ cho chùa, học hỏi Phật Pháp và các kỹ năng sống. Mục đích của gia đình Phật tử là đào tạo thanh thiếu niên trở thành những vị Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Chùa Từ Đàm là nơi khai sinh gia đình Phật tử. Tổ chức này sau đó đã lan truyền khắp quốc gia. Chùa Từ Đàm hiện là trụ sở chính của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Những ngày đại lễ của Phật giáo ở Huế đều được tổ chức trọng thể tại chùa. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kính chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người Từ Đàm ơi. Một ngôi chùa cổ khác mà chúng ta không thể không nhắc đến mỗi khi viếng thăm miền Trung chính là chùa Tà Cú thuộc tỉnh Bình Thuận. Ẩn mình dưới rừng cây cổ thụ xanh tươi bạt ngàn, chùa được công nhận là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chùa Tà Cú gồm hai ngôi, chùa trên, hai chùa tổ và chùa dưới. Chùa tổ do sư tổ Hữu Đức khai sơn vào khoảng năm 1872. Chùa dưới được xây dựng sau khi sư tổ Hữu Đức viên tịch. Hai chùa này tọa lạc ở phía nam núi Tà Cú, có độ cao 475 mét so với mặt nước biển. Chùa Tà Cú nổi tiếng cũng nhờ phong cảnh hùng vĩ, nên thơ của núi rừng. Mặt khác, bàn tay con người với lòng sùng kính qua nhiều thế hệ đã bồi đắp nên những công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ như pho tượng Thích Ca nhập Niết Bàn dài 49 mét. Để đúc tượng Phật này, 200 công nhân đã làm việc ngày đêm trong thời gian 2 năm. Gần đó là tượng Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát với nét mặt hiền hòa đang nhìn bao quát thế gian như sẵn sàng tế độ chúng sinh. Phía dưới chân tượng Phật nằm khoảng 100 mét có một hang núi, là nơi vị tổ khai sáng đã tịnh tu. Năm 1993, chùa Tà Cú cùng những cánh rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên đã được xếp hạng là thắng cảnh quốc gia Âu Lạc.
Trên đường từ thành phố Quy Nhơn ra Nhân Hội, khi đi ngang qua núi Bà ở huyện Phù Cát, ta sẽ thấy ở lưng núi thấp thoáng mái chùa đỏ thắm giữa màu xanh biếc của cây rừng. Đó là Linh Phong Thiền Tự, một trong những ngôi chùa xưa nhất tỉnh Bình Định. Từ đường nhựa đi vào chân núi khoảng vài trăm mét sẽ gặp hang cột mở lối bước lên những bậc đá dẫn đến chùa. Đường lên chùa vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, cỏ cây hoa lá mọc chen đá. Đi hết khoảng hơn 100 bậc đá, sẽ thấy ngôi chùa hiện ra, nằm ở độ cao khoảng 400 mét so với mực nước biển. Theo khảo từ phổ của chùa Linh Phong, vào năm 1702, thiền sư Tình Giác đến núi này dựng am chăn tu hành, kết vỏ cây làm y phục. Chỉ khi nào cần lương thực, sư mới gánh củi xuống đặt ở chân núi. Người dân quanh vùng mang gạo muối đến đổi. Hôm sau, sư xuống lấy thực phẩm, rồi lặng lẽ lên núi trở lại. Mỗi khi trong vùng có dịch bệnh, sư đem thuốc xuống cứu chữa, rồi đi ngay, không nhận bất cứ thù lao nào. Nơi sườn núi phía Bắc, hiện vẫn còn di tích một hang đá rộng lớn. Đó là nơi thiền sư Tình Giác tu trì ngày trước. Năm 1733, chúa Nguyễn Phúc Chú tán thán sư là bậc chân tu, cho xây lại chùa và đổi tên chùa là Linh Phong Thiền Tự. Ngày nay, chùa Linh Phong được tái thiết toàn diện. Phía trước chánh điện là tượng Quan Âm Bồ Tát với chiếc bình tình thủy. Phía sau là nhà tổ, có thờ tượng thiền sư Tình Giác. Dưới những tảng cây cổ thụ xanh mát, hương sen ngang ngát tỏa lan, lòng người cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản.
đi qua một chiếc cầu bắc ngang con suối nhỏ, lần theo các bậc đá đi lên núi phía sau chùa. Nơi đây có nhiều tháp cổ nằm xen giữa đá núi và cây rừng. Đây là nơi an táng các vị trụ trì quá vãng. Đi sâu vào trong núi có nhiều hòn đá chồng lên nhau, tạo thành không gian yên bình, thích hợp cho việc tọa thiền. Đứng từ trên núi, nhìn ra xa, thấy đầm Thị Nại trong xanh. Gần chân núi là những thôn xóm, mái ngói nâu, nổi bật giữa đồng lúa xanh non. Dọc bờ biển, sóng tung bọt trắng xóa. Bước chân ra khỏi chùa, ta bỗng thấy cõi nhân gian thật xinh đẹp, hữu tình. Cảm ơn quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu một số danh lam cổ từ tại miền Trung Âu Lạc. Xin quý vị giữ đài truyền hình vô thường sư. Tiếp theo đây là trường chay lối sống cao thượng sau tin đáng chú ý. Xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program. Please stay tuned to Supremacist Television. Coming up next is Vegetarianism, the noble way of living, right after Note World News. So long for now. For more details, please visit www.supremastertv.com/AJAR.